Từng tảng cá đông lạnh đang được cho vào máy xay công suất lớn. Nhìn chúng có hình thù gì kìa, từng cục nhỏ một. Họ định làm gì với số cá bốc mùi hôi thối này? Liệu họ đang định tiêu thụ số lượng lớn cá kia ra thị trường hay sao? Từng viên cá đông lạnh kia sẽ chui vào bụng các bạn hay không? Mau mau cùng tôi đến hiện trường xem thử nhé. Chào mừng các bạn đến với trại cá trí tuệ nhân tạo xịn sò bậc nhất Hàn Quốc này nhé. Trang trại này ở phía xa đất liền, trên một hòn đảo nhỏ. Để tiện hơn cho sự sinh sống của cá và việc xây dựng nhà máy, chi phí cũng rẻ hơn nữa. Đây là trang trại của một anh trai tên Kang Jun Số Hưởng. Chúng ta cùng đi xem trang trại cá hiện đại bậc nhất của anh ta nhé. Nhìn từ trên cao xuống mà xem có đến cả trăm ô nuôi cá khác nhau. Rất là đồ sộ và có quy mô. Ô nào ô nấy vuông vắn trông rất thích mắt. Anh công nhân này đang thả từng tảng cá đông lạnh nặng cả chục cân vào trong máy xay. Tảng cá đông mọc cả lớp tuyết đá dày bên ngoài cho thấy nó được đông ở nhiệt độ rất cao và cũng khá lâu rồi. Vậy mà cái máy nghiền kia không hề hấn gì. Nó nghiền rất mịn, có vẻ những tảng cá này không thể làm khó được nó đâu. Số cá nó nghiền xong sẽ được đóng thành từng cục dài một nhìn như xúc xích vậy. Tự dưng tôi không thích ăn xúc xích nữa rồi hu hu. Nghe nói cái máy này có thể xay đến mấy trăm kg cá trong vòng một tiếng. Nhìn động cơ của nó chạy kia, cứ gọi là mượt như săn siêu đấy chứ. Chưa đầy 5 phút đã được một thao to rồi đây. Nặng đến mức ông bác còn không bê nổi luôn. Trong cái khó ló cái thông minh, không bê được thì ta kéo thôi. Không biết đống cá xay này sẽ đi đâu về đâu nhỉ. Có bạn nào nhà làm trang trại cá không comment cho Ad biết với nhé. Mấy thau cá siêu to khổng lồ hơn cái nồi nhà bà Tân Vlog được đẩy lên cái khung sắt tự chế, giúp việc di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng vì ở chỗ này mùi cá rất tanh nên ai nấy đều có cái khăn bịt mũi màu đen nom trông rất bí ẩn, như mấy vị ninja rùa. Họ ném những viên cá xay xuống cho đàn cá giống ăn. Còn gì tàn ác hơn việc ăn đồng loại của mình cơ chứ? Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi. Không những thế, mấy con cá kia còn nhào đến ăn như đồ ngon lắm. Từng cái mồm hiện lên trên mặt nước đớp lấy đớp để. Đáng sợ quá, cứ như bị bỏ đói mấy nghìn năm vậy. Đang ăn ngon lành thì anh công nhân cầm cái vợt hớt lên được một vợt cá béo. Ôi trời ơi, trời đánh còn tránh bữa ăn, ông không thấy tôi đang ăn hả lão già kia. Nhưng nhìn hình dạng của mấy con cá này béo béo lại ngắn ngắn, chắc cắn sẽ đẫm thịt lắm đây. Kiểm tra xong rồi, trả mày về nhà ăn cơm với gia đình nhé. Đối tượng tiếp theo bị vớt lên là những em cá có body đẫy đà hơn nữa. Chắc phải nặng gần 2 cân chữ ít gì. Lên đến bờ em cà giựt cho anh em. Anh không mau thả em xuống nước đi là em về với các cụ đó. Lại thành đồ ăn cho mấy con cá dưới kia. Bây giờ chúng ta sẽ vào đến phòng điều hành phân tích. Mấy em cá này được theo dõi bởi camera lắp khắp mọi nơi. Đố em nào thoát được khỏi tay các anh. Quy trình nuôi cá giống ở đây rất là bài bản. Ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, sục không khí đúng giờ. Bảo sao em nào em nấy cơ bụng 6 múi đẫy đà chưa kia. Thỉnh thoảng lại có người kiểm tra tình hình cá các bể. Xem có em nào bị bệnh là phải đem đi thủ tiêu ngay. Nhưng với lộ trình ăn uống như vậy có mà các em khỏe quá ý chứ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cảnh đến nhà máy vệ sinh cá nhé. Nhìn cô bác này đi, mặc đồ bảo hộ trắng tinh. Mặc đồ bảo hộ đúng quy định xong thì cầm thanh lăn vải lăn cho sạch sẽ. Có một sợi tóc là quản lý trừ lương liền, nên ta phải kỹ. An toàn vệ sinh thực phẩm phải là ưu tiên hàng đầu. Sau đó đến rửa tay đúng 5 bước như hướng dẫn của mấy chị bán bánh xà phòng trên TV. Sau đó lau tay với khăn ne. Tưởng thế là xong ư quý vị? Không có đâu, còn phải rửa cồn nữa nhé. Một thau cá to, những em cá đã hy sinh vì tổ quốc, hút thuốc vì đồng bào. Đã bị mổ moi hết tim gan phèo phổi ra rồi. Giờ cùng xem họ vệ sinh chúng như nào nhé. Đầu tiên là xả nước tắm tiên cho các em này. Sau đó dùng dụng cụ bào vây cá. Ui xịn quá, các bà bán cá ở chỗ S mà thấy cái dụng cụ này có mà mắt sáng như đèn pha ô tô ấy chứ đùa. Vài đường cơ bản thôi là bộ vây cá sạch sẽ luôn. Em nào xong sẽ được để lên trên. Hết chú này đến chú khác được làm sạch một cách nhanh chóng. Bấm cái nút màu xa. NS. Từng em cá được đi cầu trượt rất khoái. Sau đó chúng được đưa vào một cái máy khác để cắt làm đôi một cách dễ dàng. Nhìn cái máy cắt mà nổi hết gai ốc. Gì sắc lẹm dữ vậy trời. Cắt một cách thẳng tắp. Sau đó các cô công nhân sẽ lấy bàn chải đánh sạch chỗ máu đi và lóc thịt nó ra. Thịt cá này dày phải biết. Những đôi tay làng nghề lướt dao trông cuốn cuốn dữ dằn. Đúng là chăm hay không bằng tay quen. Đao pháp của các cô đỉnh như này chắc mấy ông chồng áp lực lắm đây. Anh mà không ngoan anh sẽ như con cá dưới tay tôi. Lọc xương xong sẽ cắt thành từng miếng mỏng cho dễ chế biến. Nhìn rất sạch sẽ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Mà có sao đâu, bẩn tí cũng được ấy nhỉ. Các cụ hay nói, ăn bẩn sống lâu ăn cứt trâu bất tử nên chúng ta cứ phiên phiến thôi là được rồi. Từng miếng thịt cá được cắt đẹp đẽ. Sau đó còn được nằm lên một chiếc khăn để thấm bớt nước. Sau đó để lên một cái khay. Rắc gia vị lên này. Công thức này là bí mật như Coca-Cola nên cô truyền cho ai. Sau đó cho vào máy nướng nè. Nhìn cũng cuốn hút đấy chứ. Bay dần hơi nước rồi đây. Từng miếng cá sẽ được để vào khay cơm sau đó dưới sốt lên. Thèm quá buôn làng ơi. Ad cũng muốn ăn đi quá đi à ừ. Sau đó dùng công nghệ ép hút chân không để bảo quản cá được lâu hơn.
và đeo bao bì của công ty vào. Lại đến một đợt cá khác. Đây là nửa dưới phần còn lại của một con cá. Từng bộ phận họ sẽ có cách chế biến khác nhau để khai thác tốt nhất con cá. Đúng là đến cái vây cũng không tha mà. Ôi trời, cô công nhân này còn lấy khăn thấm từng thớ thịt cá. Kỳ công hết sức, lau còn kỹ hơn ép lau người nữa á. Rồi lấy cái kéo cắt theo từng thớ thịt cá đã tách ra trước. Cho hết chúng vào một chiếc túi bên trong có gói hút ẩm. Sau đó cho vào máy hút chân không. Rồi qua máy dập nắp túi. Đến công đoạn tiếp theo là cho cá và tất cả gia vị vào một chiếc hộp. À, Ad hiểu rồi. Họ cho tất cả những nguyên liệu cần thiết để chế biến hoàn chỉnh một món cá luôn. Thịt cá này, gói sốt này, bột ớt, ớt cắt nhỏ, rau nhúng, hành tỏi thì là bờ la không thiếu cái gì. Các bạn nhìn một bàn đầy những món cá đã qua chế biến này xem, tất cả đều là của một công ty sản xuất ra đó. Đếm xương xương cũng phải chục món các loại, cả cá sống lẫn cá chưa nấu. Nhưng điểm chung của chúng là đều đã được vệ sinh sạch sẽ an toàn thực phẩm. Nhìn quy trình làm sạch của họ mà thèm rỏ rãi. Mấy ông làm xúc xích, đồ đông lạnh bẩn vào đây mà nhìn nhớ. Nhìn anh trai mặc áo bảo hộ này xem. Trắng muốt như ngọc trinh. Ý lộn, trắng như áo bác sĩ. Đã mặc áo bảo hộ còn cố cho lòi cái đồng hồ mới mua ra ngoài. Họ đang quay video cách chế biến những món cá của công ty. Chiến lược truyền thông xuất con mẹ nó sắc đấy. Quay video để người mua thấy ôi tiện quá. Hóa ra là không làm nhưng vẫn có ăn. Thế là họ mua nhiều mang về ăn dần. Quá ư là một nước đi thông minh của công ty này. Các bạn nhìn xem. Chỉ cần thái lát cà chua, quả chanh vàng. Sau đó cho tất cả gia vị và con cá đã được làm sạch vào một cái giấy nến rồi bọc lại. Cuối cùng cho vào nồi chiên không dầu và ấn nút. Vậy là ta đã có món cá thơm ngon bổ dưỡng hơn cả người yêu cũ của bạn. Lại đến món khác nhé. Lần này cách chế biến thay đổi một chút. Họ sẽ làm món canh cá. Đổ tất cả nguyên liệu cho sẵn vào nồi nước. Cho cả một túi ớt siêu to khổng lồ kia vào á. Cay thấy mẹ luôn đó ông bạn gì đó ơi. Đun 10 phút là ta đã có một món canh cá thơm ngon. Đúng lúc đó thì cá trong nồi chiên không dầu cũng chín luôn. Giờ thì cùng ngồi thưởng thức hết số cá này nhé. Ăn cho sợ đến mức nhìn thấy cá là xách dép chạy tám hướng luôn. Hôm nay các bạn nhớ bảo mẹ ra chợ mua cá cho ăn nhé. Nhiều dưỡng chất lắm đó. Còn bây giờ thì Ad cũng đi ăn cá đây. Xem xong video thèm cá quá trời. Anh em còn không mau mau like kênh đi. Còn xem video hay ở sau nữa. Làm lẹ đi nhé. Bye bye.